Các bạn không nên bỏ qua cái clip này vì đây là một cái clip rất hữu ích. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, điểm A khoản 10 điều 5, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo điểm H khoản 11 điều 5. Như vậy thì cái mức mà phạt nồng độ cồn là rất là cao, mình nghĩ là phải. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ không nói về xe nữa và mình sẽ nói về một chủ đề rất là hot trong cộng đồng mạng những ngày vừa qua. Đó là chủ đề đi xe như thế nào để an toàn. Đối với một chiếc xe thì không chỉ là về yếu tố của nhà sản xuất mà đôi khi chúng ta setup nhầm hoặc là setup những cái thông số ở trên xe nó sai hoặc là nó chưa đúng thì cũng sẽ gây ra cho chúng ta những cái trải nghiệm là khó chịu. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tất cả mọi thứ về cách thiết lập một chiếc xe như nào để chúng ta đi êm ái an toàn ở trên đường. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Xe Đạp Điện Trở Channel, một kênh chuyên review về những chiếc xe nổi tiếng trên thế giới cũng như là mang đến cho anh em những chiếc xe nó có chất lượng cao và phù hợp với ngân sách của anh em. Ngoài ra thì chia sẻ một chút nhỏ là các bạn không nên bỏ qua cái clip này vì đây là một cái clip rất hữu ích. Xin lỗi các bạn vì cái giọng của mình nó vẫn vừa mới ốm dậy, nó hơi bị không ổn thì mong các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người. Trước hết khi lên một chiếc xe thì chúng ta cần phải điều chỉnh cái tư thế ngồi. Đấy, tư thế ngồi là bao gồm yên. Ở trên chiếc xe này thì nó không nâng hạ được yên. Đấy, nên là mình sẽ hướng dẫn anh em cách ngồi như thế nào và cách điều chỉnh như thế nào để mình đạp xe thoải mái nhất. Bước đầu tiên là khi anh em lên xe thì anh em sẽ điều chỉnh cái tư thế ngồi của mình. Là tư thế lái của mình đã. Trước hết là cái cổ tay và ngón tay cộng với cả cái dây phanh, tay phanh này này. Nó phải là gần như là một trên một đường thẳng nhá. Thì chúng ta đi lâu chúng ta sẽ không bị mỏi. Nếu mà chúng ta để ngửa như thế này, chúng ta đi một lúc thôi là cái cổ tay này của chúng ta mỏi nhừ này. Và việc mà chúng ta cầm vào cái tay lái này chúng ta sẽ rất khó chịu. Đấy nên là chúng ta sẽ siết con ốc, nhả con ốc ở dưới này lên. Đấy và chúng ta vặn cái tay phanh này nó trụng xuống để làm sao nó thẳng này, trên một đường thẳng này. Đấy. Như vậy là ok, là ổn về phần tay phanh, cả hai bên thì đều như thế. Đối với chiếc xe mà nâng hạ được yên ấy thì chúng ta nâng hạ yên. Nâng yên để làm sao là khi mà chúng ta ngồi lên trên yên xe, đạp xe thì chân chúng ta phải duỗi thẳng như thế này. Nếu mà chúng ta mà để cong như thế này thì chúng ta đạp một lúc là nó sẽ mỏi và nó sẽ gần như là nó sẽ tác dụng nó sẽ không nhiều khi mà chúng ta đạp xe tập thể dục ấy. Đấy, là tất cả là đều là setup cho cái yên là để khi mà chúng ta điểm dài nhất nó sẽ dài chân thẳng như thế này. Thì đối với chiếc xe mà không nâng hạ được yên ấy, như thế này ấy, thì anh em ngồi lui về phía sau. Đấy, ngồi lui về phía sau thì chúng ta có đạp những cái điểm nó cũng sẽ thẳng chân ra như thế này. Thì đại loại là chúng ta sẽ đạp được một tư thế là luôn luôn là có cong duỗi thẳng là sẽ tạo thành một hình tròn. Đấy, một đường tròn rất là đẹp đúng không ạ? Chân thẳng này, đấy. Ok, đấy là cái việc mà điều chỉnh tư thế ngồi và cũng như là tư thế chân để làm sao để chúng ta đi thoải mái nhất. Sau khi mà chúng ta điều chỉnh được một tư thế chuẩn, chính xác, đẹp rồi thì lái xe như nào để an toàn? Đối với những chiếc xe trợ lực điện thì nó sẽ có 3 chế độ lái. Thứ nhất là chúng ta đi đạp xe như xe đạp bình thường. Chúng ta để về số 0, nó sẽ giống như cái xe đạp truyền thống thôi. Và chúng ta điều chỉnh hệ Shimano ở trên tay phải. Chúng ta chuyển số lên chuyển đó thì nó sẽ nhảy cái líp ở dưới, sẽ đạp nặng nhẹ tùy theo cái sức khỏe của chúng ta và tùy theo cái hành trình chúng ta đạp, chúng ta tập luyện như nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái số Shimano ở trên bên tay phải. Chúng ta để ở số 1 ấy thì nó sẽ đạp nhẹ nhất và đi chậm nhất. Cái tỷ số truyền nó sẽ khác nhau, thay đổi từ số 1 đến số 7. Và số 7 thì ở trên chiếc này là Shimano 7 thì nó sẽ thay đổi đến số 7 là chúng ta đạp nặng nhất và đi nhanh nhất. Đấy, nó giống như trên chiếc xe đạp truyền thống thôi, không có gì cả. Đối với những chiếc xe mà trang bị có phuộc ấy, thì chúng ta có thể xoáy điều chỉnh các cái núm này để chúng ta tăng giảm cái độ cứng của cái phuộc để phù hợp với cả tình trạng mặt đường cũng như độ ổn định của thân xe, tránh mất lực khi đạp. Đấy, và những chiếc xe mà phuộc lò xo thì thôi, thì nó căn cứ vào cái giá cả thì mình không bàn tới. Có những chiếc xe đạp thì thường là nó sẽ trang bị hệ thống đèn tích hợp luôn, thì chiếc nào cũng có đèn. Như ở trên chiếc này thì có hai đèn tối rất sáng, điều chỉnh được góc độc lập. Đấy, điều chỉnh được độc lập các góc thì nó cho cái độ sáng tốt hơn khi đi trời tối. Và chiếc này thì nó có tích hợp luôn cả còi nữa. Còi đấy thì mình thấy là còi cũng kêu bé thôi, không kêu to đâu. Vì là cái độ ồn nó cho phép ở mức độ là bao nhiêu decibel. Nếu mà to quá sẽ gây cho người khác khó chịu ấy, thì người ta sẽ
rất là phản ứng trong những cái việc mà mình đi xe đạp mình bóp còi ấy. Có nhiều anh chị em độ cái còi to đùng ấy, kêu éo 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 nghe kinh quá, cảm giác cho người khác rất khó chịu. Với những cái còi đấy là còi ở bán ở bên ngoài, anh em mua trên mạng nhé. Lái xe như nào thì an toàn thì chúng ta đi thôi. Như trên chiếc xe trợ lực điện này thì chúng ta cứ bóp phanh là hệ thống nó sẽ tự ngắt điện, ngắt động cơ, kể chúng ta có vặn ga đi chăng nữa. Chúng ta lên số 5 đi, như mình ở đây mình đang lên số 5 nhé. Nếu mà mình vít ga thì nó sẽ vút đi đấy. Và nếu mà mình bóp phanh ấy, thì động cơ nó ngắt nhé. Chúng ta có vặn ga kịch đi chăng nữa thì nó cũng không vút được ga đi đấy. Rất là an toàn đúng không? Ngoài ra nó còn có chế độ trợ lực điện, là khi chúng ta mà không cần ga, không cần ga cả đấy, chúng ta chỉ cần đạp thôi, thì cái cảm biến ở dưới bàn đạp này nó hiểu là mình đang đạp xe và nó sẽ tự ra lệnh cho bên cái IC điều khiển, nó điều khiển cho động cơ nó chạy trợ lực điện tùy theo cái mức độ mình setup ở trên màn hình. Nếu ở mức 1 thì nó trợ lực điện lên tới tầm khoảng độ 15-20 km/h, hoặc là đến mức 5 thì nó sẽ đến 45-50 km/h tùy theo cái công suất của động cơ, và nó sẽ tương ứng với cả các cái mức số ở trên đồng hồ này nhé. Chiếc xe này thì được đảm bảo là mình có thể setup được cái password để chống cho những người khác có thể mượn xe của mình nhé. Mượn xe lâu trả bạn, thì mình set được password và người ta muốn mượn xe của mình thì người ta chỉ mượn được như cái xe đạp thôi. Đấy, còn thì cái password thì nó sẽ không nhập không đúng ấy, thì nó sẽ không mở. Đấy, ngoài ra thì còn có cả một cái khóa dây nữa. Đấy, anh em khóa dây khóa lại thì nó sẽ giống như là cái khóa dây truyền thống thôi. Thì móc một cái cột đèn ấy thì nó sẽ không mang đi được nhá. Chiếc này thì có thể tháo rời pin mang ra ngoài được, cũng tùy từng chiếc xe. Có những chiếc xe thì pin có thể tích hợp sẵn ở trong khung, nhưng có những chiếc xe thì pin nó có thể tháo rời được ra. Thì đối với những cái phiên bản mà cao cấp thì nó có thêm phanh dầu nữa. Tuy nhiên thì ở môi trường mà thành phố hoặc đi lại bình thường ấy thì phanh cơ cũng ok rồi. Và cái mình thấy là phanh cơ này thì cũng an toàn, nó cũng không kém. Chỉ là sau khoảng thời gian vài năm mình sử dụng ấy thì cái phanh cơ này nó bị oxy hóa cái dây phanh ấy, thì mình cần thay dây phanh hoặc là bảo dưỡng thường xuyên thì nó sẽ bền hơn. Chiếc xe này thì đơn giản thôi, mình cứ hiểu đơn giản là nó là một chiếc xe đạp. Nó được trang bị thêm động cơ, trang bị thêm pin, đồng hồ, điều khiển, IC, điều khiển. Thế là nó phụ trợ cho mình trong trường hợp mình đi, mình mỏi quá thì mình nó trợ lực điện cho mình để mình tập thể dục. Đấy, lên cầu, lên dốc hoặc là gì đó thì mình đạp xe nó không bị đau mỏi đầu gối. Rất là tốt cho việc tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Gần đây trên các diễn đàn nổi tiếng về xe cộ ấy, thì đang rầm rộ lên là theo những cái thông tư mới về cái nghị định 100 xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn ấy. Ngày trước ấy, khi mà chưa có cái thông tư, ngày trước chưa có cái thông tư của Bộ Công an ấy về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn ấy, thì anh em hay căn cứ điểm D khoản 1 điều 3 của luật xử lý vi phạm hành chính ấy, là phải chứng minh được lỗi cái gì đấy. Tuy nhiên ấy, đầu năm 2023 vừa rồi thì Bộ Công an cũng đã có một cái công bố tất cả mọi những thông tin về chuyên đề kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn cho cả năm 2023 luôn. Có nghĩa là không phân biệt thời gian, không phân biệt tuyến đường nào, không phân biệt đội nào làm hoặc là đơn vị nào làm cả, mà tất cả các đơn vị đều có thể là tham gia điều hành những cái và công tác về vi phạm nồng độ cồn. Uống rượu bia thì tốt nhất là không nên lái xe. Và nếu mà có uống ít thì chúng ta có thể đi xe đạp cũng được. Nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng không khuyến khích cái việc là đi uống rượu bia mà chúng ta đi tham gia giao thông trên đường ấy, thì nó sẽ gây nguy hiểm cho mọi người cũng như là gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Theo như mình tìm hiểu, mức phạt nồng độ cồn của ô tô năm 2023 thì đối với nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở thì phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng theo điểm C khoản 6 điều 5 và tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng theo điểm E khoản 11 điều 5. Nếu vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng theo điểm C khoản 8 điều 5, tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng điểm G khoản 11 điều 5. Và đối với việc mà vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng điểm A khoản 10 điều 5, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo điểm H khoản 11 điều 5.
Như vậy thì cái mức mà phạt nồng độ cồn là rất là cao, mình nghĩ là và quá nghiêm khắc đối với anh em khi mà nhấp 1-2 chén rượu thì cũng đã ít nhất là chúng ta chỉ cần uống một chén thôi là có thể phạt từ 16 đến 18 triệu rồi. Vì một chén rượu ấy khi mà chúng ta thổi thì chắc chắn là quá 0.25mg rồi. Kể người có thể trạng tốt đến đâu, hấp thụ tốt đến đâu, ăn đến hết thì nó thổi, nó bắn ra. Vì là thổi trực tiếp ra ấy, nó rất là mùi rất là nặng. Thế còn đối với việc mà chúng ta đi xe máy ấy, xe máy thì phạt tiền ở mức 1 là từ 2 đến 3 triệu, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Ở mức 2 là từ 4 đến 5 triệu, tước giấy phép lái xe 16 đến 18 tháng. Thế còn ở mức 3 là phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Thì đấy là đối với xe máy. Với xe máy thì theo mình thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà nếu mà đối với việc mà phạt ô tô như vậy thì nó cực kỳ ảnh hưởng và nó sẽ mất việc và mất rất nhiều thứ của anh em. Quay trở lại cái về xe đạp. Thì chiếc xe đạp này thì bình thường ấy, mình chỉ set up ở mức độ trợ lực điện ở 25 km/h và nó không vượt quá 25 km/h, cộng với cả bàn đạp và cơ chế đạp trợ lực điện thì không phải đăng ký biển số. Đấy, tuy nhiên thì anh em vẫn đạp xe bình thường và uống ít vào thì chắc là cũng an toàn thôi. Thì nếu mà trong trường hợp mà phạt tiền nhá, thì ở mức 1 thì phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng, điểm quy khoản 1 điều 8. Thế còn ở mức 2 là phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Đấy. Khoản 3 là phạt tiền từ 400 đến 600.000 đồng và không có cái chỗ nào là thu giữ giấy phép lái xe hoặc là gì đã, đúng không ạ? Thì chúng ta nên sắm cho mình một chiếc xe đạp thì đi đâu nó sẽ gọn nhẹ, linh động, cơ động hơn, cũng như là chúng ta có thể làm vài cốc với anh em bạn bè, vì là 365 ngày chúng ta không thể nào chúng ta ngày nào chúng ta cũng không uống được, hoặc là chúng ta uống thì chúng ta đi taxi hoặc là đi cái phương tiện khác được, mà chúng ta cũng vẫn phải có lúc ở gần có lúc ở xa, đúng không? Thì theo mình là nên có một chiếc xe đạp, xe đạp gì cũng được. Đấy. Tuy nhiên thì anh em sẽ lựa chọn cho mình những chiếc xe đạp nó phù hợp với ngân sách của anh em. Ok nhỉ, mình chia sẻ một chút như vậy thôi. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và theo dõi kênh Xe Đạp Điện Trợ Lực Channel, một kênh chuyên review về xe. Mình rất cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã đăng ký kênh rất nhiều và ủng hộ cho bên mình ra những video mới, cũng như là làm cho bên mình có động lực sản xuất nhiều video để hướng tới anh em. Xin chào anh em.